Sổ tống gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Xì Lặc Ngũ Tiểu, chất liệu gỗ chun sụn hương. Tác phẩm có mã là 559, có kích thước cao 67, ngang 53 và sâu 30. Hàng đục ra tác phẩm rồi vẫn còn nặng 22,3 kg các bác nhé. Và đặc biệt là tác phẩm này chun sụn 100%. Các bác có thể nhìn thấy hàng đục rất kỹ và sắc nét từ những chi tiết rất là nhỏ. Đặc biệt là hàng đục canh bong siêu kỹ luôn ạ. Xì Lặc gánh gậy như ý và đứng trên một đống tiền, tay kéo bao tiền rất là đẹp. Ngoài ra thì năm tiểu đồng xung quanh đùa vui quanh cụ Xì Lặc rất đẹp đúng không ạ? Một tác phẩm đục rất kỹ và sắc nét, chun sụn 100%. Tác phẩm này thì rất là giá trị luôn ạ. Kích thước để bản nhưng mà là một loại gỗ rất là giá trị. Hàng có 102 các bác nhé. Để tìm được một tác phẩm to và chun sụn 100% như thế này bây giờ rất là hiếm. Các tiểu đồng đang đùa vui xung quanh cụ Xì Lặc. Mỗi tiểu đồng ở một tư thế khác nhau, cười rất là xinh xắn. Xì Lặc thì cười rất là hoan hỉ, bụng to tròn. Xì Lặc khi để trong nhà sẽ đem đến may mắn, tiền tài và vận may cho gia chủ. Tác phẩm Xì Lặc hiện nay đang được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng để trưng bày vì nó đẹp từ cái nhìn đầu tiên và lại rất là dễ để, đem đến vận may cho gia chủ rất là nhiều. Người ta thường nói khi buồn phiền, nhìn vào nụ cười của cụ Xì Lặc sẽ cảm thấy lòng phấn chấn và vui vẻ hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì năm tiểu đồng xung quanh với ý nghĩa đem đến hạnh phúc và gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Xì Lặc còn là một bùa hộ mệnh đem đến tiền tài, may mắn và lúc nào cũng giúp cho gia chủ thành công mỹ mãn trong công việc, mọi điều bình an. Một tác phẩm ý nghĩa phong thủy rất là đẹp. Ngoài ra thì được làm từ chất liệu gỗ rất là giá trị, gỗ chun sụn hương. Tác phẩm Xì Lặc Ngũ Tiểu chun sụn hương có mã là 559, có kích thước cao 67, ngang 53 và sâu 30. Đục ra tác phẩm rồi vẫn còn nặng 22,3 kg. Các bác ngắm kỹ tác phẩm này nha. Ưng tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Số điện thoại cửa hàng em đã viết ở trên màn hình, các bác có thể ấn vào để bên em có thể gọi điện tư vấn nhiệt tình hơn cho các bác. Đặc biệt là xem xong video các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tự Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều.